xe hơi này màu gì? Chiếc đó màu gì? Chiếc bên đó đó, chiếc đang chạy bên đó màu gì con? Hả? Nó không biết sao, nó không trả lời. Đây vô làm gì nè Nam? Nam không có nhu cầu ngủ luôn. Rồi tự nhiên. Nam ơi. Nam, cái chú đó là cái chú đẹp trai đó. Trời, tự nhiên chóng mặt là tự động ngủ thôi. Tới à, không có gì à. Quẹo ra nè. Quẹo ra nè con.